Đây, em về cái tai nghe có chống ồn nha, xuyên âm các kiểu nha. Cảm ứng lực pin 8 giờ, chip Seri 7003 nên thành ra xử lý âm thanh rất là ok. Anh em nghe lớn tiếng nó sẽ không bị rè hoặc bị bệt âm kiểu dính dính âm á. Em nghe mấy tai nghe Shure hay là mấy tai nghe Vivoda này nọ thì em nghe em biết là những tai nghe nó tách bạch âm thanh thì nghe nó hay. Cái này nó cũng ok. Em đánh giá là với cái tầm giá 178.000 thì cực kỳ đáng mua. Em sẵn sàng em thu 160.000, anh em về mà anh em tặng ai mà ta không xài á, anh em cứ đưa lại cho em sẵn sàng em thu 160.000, em bán là 178.000 và cầm lãi được 18.000, em sẵn sàng bảo hành cho anh em 6 tháng, lỗi là em đổi. Trong tai nghe thì nó gồm có những món như vậy, hộp sạc và hai tai nghe đúng không, thì em chỉ đổi hoặc bảo hành cái này thôi, còn mấy cái núm tai tặng kèm là em không có bảo hành nha. Anh em nói à bị mất núm tai rồi, tai nghe núm nó gắn không không ăn không dính, nó bị nứt, nó bị rách các kiểu, em không bảo hành được cái này. Em chỉ bảo hành cái này thôi, anh em nên nhớ nha. À, ví dụ giờ em lấy cái máy của em nè, 16 đồng mắt nè. Giờ em kết nối cho anh em coi thử nè. Để em đưa cái mặt anh vô, để em xíu nè. Đây nè, kết nối nè, bấm kết nối thử nè. Nó full chức năng. Nó có cả thao tác vuốt tăng giảm âm lượng luôn. Đây, giữ nút sâu nè. Nó kết nối, em nói là kết nối rất là nhanh. Đó, ok nha, kết nối rất là nhanh. Mở nghe nhạc, có đầy đủ thao tác. Đây, ví dụ giờ em cầm cách đó rồi nha, giờ dụ em bấm em lấy lên cái này, đây cận cảnh đang nghe lại vậy đúng không, ok đúng không, giờ anh thử vô trong cài đặt nha. Nè, cách đó đang nghe này nè, rõ ràng nha, kiểm soát tiếng ồn nè, bây giờ em bấm nè, nè nó chuyển xuyên âm nè, đây khử tiếng ồn nè. Nhưng mà cái này không phải là về phần mềm, nó có khử tiếng ồn thật nha, và em vuốt có tăng giảm lượng nè, nè à nè, thấy không, vuốt là tăng giảm lượng mà nó là thao tác vuốt, có nghĩa là anh em có thể là sử dụng trên tay của mình, anh em không cần phải mở cài đặt, anh em vuốt tăng giảm lượng bằng tay về, anh em có thể là vuốt trên tay về để anh em sử dụng, anh em mình vô không tăng giảm bài qua bài các kiểu. Nó em đang bật ví dụ bật bài này đi nè, em vuốt lên nè. Anh em nghe nghe nó phát ra tiếng không đó. Thì những cái tai nghe như vậy em thấy là nếu mà so với bản cũ chip Seri 6973 là không có thao tác vuốt tăng giảm lượng nha, không có thao tác vuốt tăng giảm lượng, không có chống ồn, không có cảm ứng lực á, rồi chip nó xử lý âm thanh nó nghe nó bị bệt, lớn tiếng nó hơi rè, nó vân vân, và cái chất lượng gia công thấy cũng không bằng, mà nó chỉ cao hơn có 30.000 nè. Em nói thật, nó cao hơn có 30.000 nè, thì em sẵn sàng em nhập em bán ngay, nhập 160 bán cho anh em 178.000. Anh em tranh thủ đi, tại em về được cái lô đầu tiên, tại em vừa mới test xong thấy ok, em về đầu tiên được có tầm 200-300 cái thôi. Anh em tranh thủ đi, anh em gọi em sớm nữa mà. Em để cho anh em một người mua tối đa hai cái giúp em nha. Và em nói lại nữa, anh em mà không dùng, anh em sẵn cứ bán cho em sẵn sàng em thu lại 160.000. Rồi, thế nha.